Chào mừng 500 tỷ anh em đã quay trở lại với chương trình dành cho những con nghiện. Các bạn còn nhớ thương hiệu này không? Thương hiệu một logo như kiểu Tesla ấy. Không biết bao giờ thì bị Elon Musk đánh bản quyền logo. Đây là chiếc bàn phím đến từ Dark Alien. Và nếu các bạn chưa xem video trên góc này thì click vào xem luôn. Đó là video về con Dark Alien R83. Đúng rồi. Một chiếc bàn phím full nhôm 75%, 3 chế độ không dây, LED RGB, hot swap, núm nủm các thứ. 1.3 triệu. Hôm nay mình có ở đây vẫn Dark Alien nhưng mà R65 và giá chỉ có 1.1 triệu. Một chiếc bàn phím full nhôm 31 RGB các kiểu các thứ thì nó có ra cái gì hay không? Hãy cùng mình tìm hiểu ngay sau intro. Đây là link của shop bán cái con R65 này. Các bạn sẽ có 4 phiên bản. Một là R65 đen xám và R65 đen xám FR4. Tức là nó sẽ có plate FR4 và plate nhựa polycarbonate. Nếu không có chiếc FR4 ở trong link sản phẩm thì nó là plate nhựa polycarbonate. Thì ở đây có 4 phiên bản này: đen xám plate nhựa, đen xám plate FR4, xám kem và đỏ xanh. Đó, thì là 4 phiên bản thì các bạn lựa chọn. Mà giá sẽ từ 1 triệu 1 đến khoảng tầm 1 triệu 2 với các cái thông số sau. Thứ nhất, đây là bàn phím full nhôm CNC, 3 chế độ cân đối không dây, với switch lime lực nhấn 40g, hành trình 1.6mm, có núm xoay. Lại giống với Dark Alien R83 các bạn ạ, đó là núm xoay dùng để chỉnh đèn LED cay tích chưa lệ. Tiếp theo các bạn sẽ có gasket mount, xốp khắp mọi nơi, có cả xốp AXP, có cả phim PET, có cả mút tiêu âm ở dưới đáy luôn, pin bủng. Ok, thông số tạm thời thế. Bây giờ hãy cùng xem cái hộp của nó. Đen xì, giống con R83. Độ bền của switch là 50 triệu lần nhấn. Khoảng cách kết nối 10m. Bluetooth 2.0 GHz và cắm dây. Phụ kiện của chúng ta ngoài một miếng nhựa để che bụi bàn phím thì các bạn còn một cái lục giác bé xíu này để các bạn tháo phím ra. Một cái key puller, kim switch puller hai đầu. Một cọng cáp USB, một đồ A, một đồ C. Cáp nhựa có cục chống nhiễu, trông rất là basic. Và hai cái switch thay thế cho nhiều các bạn dùng mà bị làm sao hay là tháo ra làm công chân hoặc là bị double click thì các bạn có switch để dự phòng. Quay trở lại với chiếc bàn phím R65 khung nhôm CNC. Con này hoàn thiện đẹp hơn con R83. Nhôm anode tử tế nhá, trông nó sạch và đẹp hơn rất nhiều. Thực sự đẹp hơn rất nhiều so với con R83 hôm trước mình làm. Fit silicone ở 4 góc, không một cái kickstand. Phía trên bên trái sẽ là cổng USB-C và cần gạt bật tắt. Các cạnh làm rất mượt nhá, rất mượt. Cứ mà cái mép ở bên dưới này các bạn này thì nó lại hơi kiểu vuông thành sắc cạnh quá. Nên là cảm giác miết miết dưới này này, nó sẽ khá là giống với con GMMK Pro. Con này của mình, mình đã làm video review rồi. Là nó hơi cảm giác cấn tay một tí đẹo không đáng kể. Nhưng mà ok, về hoàn thiện bề mặt con này đẹp hơn con R83 rất là nhiều ấy. Đẹp hơn rất nhiều, mịn màng hơn, rất là ok. Logo dập chìm ở bên dưới đáy. Thì đây là màu đen và đây là màu đỏ. Và cái màu này thì nhìn nó hơi Gundam một tí, nó hơi gọi là Captain America. Và như đắc editor có bảo là trông nó giống cái bộ War Machine. Kể cũng hợp lý nhưng mà mình cảm giác là hơi kiểu Gundam Captain America hơn. Cái màu trắng xanh và đỏ, keycap profile cherry, PVT double shot. Và cái núm này thì mình vẫn chê. Cái núm này như các bạn nhìn thấy là làm cao hẳn lên trên khỏi bề mặt của cái top frame. Và là nhẵn thín. Màu đen xem nào. Đồ hoàn thiện tương đương nhau. Đẹp đấy. Keycap thì sẽ có tông màu chủ đạo là đen xám và nó hơi kiểu kem kem. Thì cái này nó giống kiểu màu cà phê sữa các bạn ạ. Nó giống màu cà phê sữa hơn là màu kem. Màu đẹp ấy. Mày thấy con này đẹp hơn. Cần gạt bật tắt khá là nhẹ nhàng. Và quên mất không cho các bạn xem luôn là bên trên này cũng có một cái chỗ cất receiver. Nó nằm ở bên phải. Và có nam châm bên trong để nó hút nhá. Ok, đó là thiết kế bên ngoài. Còn về layout phím thì những bạn nhìn thấy đây là bên cạnh ở phím cách các bạn sẽ có hai phím là function và control. Và hai cái phím này sẽ là phím 1.25U chứ không phải là phím 1U giống như kiểu các bàn phím 65% hay là 75%. Mang cái tính compact một chút, nó dí sát vào thì các bạn sẽ có 3 phím là function, control và an. Nhưng con này chỉ có là hai phím thôi. Và phần phím mũi tên đặt cách sang bên phải một chút. Có lẽ sẽ nhiều người thích kiểu này để các bạn tìm phím mũi tên dễ hơn. Còn lại tất cả phím khác thì kiểu enter này, shift 175 này, backspace này, gạch chéo này thì nó đều là những cái phím cơ bản. Và con này là một con sẽ chơi keycap rất là dễ. Thì bây giờ hãy đến phần sound test. Cả hai bàn phím này thì đều dùng keycap giống hệt nhau. Không nói về màu nhưng mà chất liệu keycap, độ dày profile giống hệt nhau này. Cùng switch lime này. Tất cả mọi thứ hệt nhau, chỉ khác một thứ là cái chiếc bộ đen sẽ là plate FR4. Còn cái chiếc màu đỏ trắng xanh này sẽ là plate nhựa polycarbonate. Ngay bây giờ sẽ là sound test.
Đẹp phết nhở. Bên trong trông tử tế phết anh em ạ. Đúng là kiểu Blade FR4 trông sang hẳn con người đấy các bạn ạ. Blade FR4 màu đen với viền đồng vàng trông rất là đẹp. Gasket silicone này gắn lên, chúng buồn mình mà này hơi nhiều gasket quá. Nên là con này đúng là mặc dù là có flex cut cả plate và mạch nhưng mà độ nhún rất là ít. Vì thứ nhất là ít diện tích bên trong này đều nhún, thứ hai là gasket silicone nhiều như này thì nó này chả nhún mấy đâu anh em ạ. Socket hot swap thương hiệu gì đây? Để mình đọc xem nào. Jaywick, ok, legit. Mạch xuôi nhá, LED RGB tất cả các phím cực kỳ ok. Và con này thiết kế cũng khá là đáng khen. Mình là nói trước kia rồi, đó là họ làm một cái miếng đệm ở bên dưới cái phần encoder, cái phần núm này, để các bạn ấn xuống nó sẽ không bị gọi là méo cái mạch, rất là thông minh. Ok, thiết kế mạch thì nó khá là basic nhưng mà mình thấy là đẹp, sạch sẽ. Socket của Jaywick là uy tín rồi này. Mạch xuôi, ngon đấy. Ở dưới đáy thì các bạn sẽ có một cái tấm xốp tiêu âm. Xốp này khá là giống xốp Poron với một lớp phim nữa, như kiểu phim để cách điện đấy các bạn, phim trong suốt PET. Và pin chúng ta có đây là viên pin 4000 mAh và bảng mạch phụ đó phần đáy. Đây à, mình đánh giá rất là cao các bạn ạ. Cả con này đánh giá rất là cao về phần hoàn thiện, nó hoàn thiện tốt hơn cực kỳ nhiều so với con R83. Nó sạch sẽ đẹp và anode màu rất đều từ trong ra ngoài luôn. Nói chung là với cái tầm tiền 1,1 triệu thì con này hoàn thiện rất là ngon. Thề với các bạn là không có gì để chê cả. Mình sẽ quay những cái cảnh gọi là gần nhất có thể cho các bạn xem kỹ càng cái độ hoàn thiện con này như nào. Thực sự đáng khen, với cái tầm giá 1,1 triệu, 1,2 triệu con này hoàn thiện ngon. Và nó không rẻ hơn nhiều, chỉ rẻ khoảng tầm 100.000 so với con R83 thôi. Nhưng mà cái độ hoàn thiện nó ăn hơn rất là nhiều. Sau khi đã nghe xong sound test và xem nội tạng bên trong bàn phím này thì mình rút ra được một số cái điều. Điều thứ nhất đó là mình khá bất ngờ vì cái gọi là sự chú ý đến tiểu tiết trên cái con R65 này. Ở trên cái phiên bản màu đỏ này thì các bạn thấy đây là full vỏ anode màu đỏ và con ốc ở bốn góc sẽ là ốc màu kim loại, màu bạc. Còn trên cái con màu đen thì bốn ốc sẽ là ốc màu đen. Rất là kinh, một con phím cực kỳ rẻ mà rất chú ý đến tiểu tiết. Và cái điều mình rút ra được thứ hai và cũng là cái điều mình nói trong video con R83 rồi, đó là không phải các bác sơ Trung Quốc lãi kiểu gì. Thật sự luôn, tầm này năm ngoái chúng ta có một số cái gọi là mẫu phím máu mặt, ví dụ như là Aula F75, Sinmeng M87, RK M75, Mongka 3075, ở đây mới có đấy. Nó đã gọi là kinh khủng tởm. Tiếng ngon, mốt mủng nhiều, LED nổ sập sình, hot swap các thứ. Đã quá là khủng khiếp tầm giá 1 triệu rồi. Và đến khi ông Mongka ông ra con 75 nhôm, xong rồi ông ra tiếp con R83. Về bản chất thì con Mongka A75 và con Duck Valiant R83 là cùng một nhà chúi ra, là cùng mẫu. Thì ra con đấy tầm 1,3 triệu, full nhôm 15% đã khủng khiếp rồi. Con này mình vẫn giữ nguyên quan điểm, con này hoàn thiện nó còn ngon hơn, nó chú ý tiểu tiết nhiều hơn và đẹp hơn nhiều so với R83. Giá 1,1 triệu, 1,2 triệu thì thực sự lại phá đảo thị trường. Anh em nào mà cảm giác không cần 75%, không cần phím ép thì đây là option đấy các bạn. Muốn chơi phím nhôm đẹp, hoàn thiện tốt, cầm không bị gai tay và không kiểu ba vía các thứ mà lại gõ ngon, socket hot swap tử tế, flex cut các thứ, đủ các chế độ không dây, LED RGB. Khủng khiếp, quá khủng khiếp. Đây lại là một option nữa dành cho anh em chơi 65% mà muốn full nhôm, giá là phải thật rẻ. Thì con này vô đối, Duck Alien R65. Nếu các bạn thấy hữu ích thì đừng ngại lại một like cho video này và một subscribe vì nó hoàn toàn miễn phí. Và mình sẽ gặp lại anh em trong nhiều video khác. Chúng ta cùng nhau nghiện đồ nhựa và cả đồ nhôm nữa. Bye bye anh em. Peace.